buồn thì em đi nhậu, mà vui thì em cũng nhậu. Cái gì? Mà bình thường mà không có chuyện gì làm á thì em cũng nhậu. Dạ không, bình thường không chuyện gì làm ở nhà ngủ thôi chứ nhậu làm gì. Mệt. Cho em hỏi là anh có thích biển không? Tại vì em cũng giống như biển vậy đó. Ý là em nói là mình lòng mình rất rộng giống như biển hay là nét đẹp dạ giống không, như là em mặn. Em mặn. Nhưng mà cái này có ý nghĩa gì không? Hai tay anh ôm sương rồng rất lâu. Dạ không, cái này thật sự không phải như cái lời bài hát. Em tặng anh, nếu mà em tặng một cái cây hoa thì nó sẽ héo tàn trong 50 ngày, còn em tặng cây sương rồng này thì nó sống hoài luôn á. Xin mời bạn nữ. Thôi mời nhà trai luôn. Dạ trả lời chú Quỳnh Linh. Rồi ngồi đi em trai. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ của các bạn. Một ngày chúng ta sẽ kết nối cái duyên cái phận với nhau. Mời nhà gái giới thiệu về mình. À, em tự giới thiệu về em nè, về tên tuổi nè, nghề nghiệp nè. Em tên là Hoàng Ngân, em học Đại học Kinh tế Ngoại thương. Nhưng mà bây giờ em là diễn viên. Đến đây thì thật sự em không biết sau chương trình này thì em và bạn đằng sau cái này có là gì của nhau hay không. Nhưng mà em chỉ mong là sau chương trình này em có thể nói với bạn là người yêu ơi có biết em đã yêu anh rất nhiều. Wow. Chẳng cần những lý lẽ để nói lên câu tình yêu, dường như không quan tâm nhưng em thật sự nhớ anh, muốn được chở che cho em những đêm lạnh về, em muốn nói em yêu anh rất nhiều. Wow. Ngay từ đầu tiên chúng ta thấy một sự lãng mạn của cặp đôi ngày hôm nay. Bạn trai nào bây giờ chưa giới thiệu gì hết, mình hát luôn để gửi tặng đáp lại cái tình cảm của nhà gái luôn nào. Anh đã trải đủ sóng gió để có một tương lai, em cũng không còn trẻ để hoài bắt đầu lại. Nếu thực sự đã quá rõ con tim mình thương ai, sao không cho nó một cơ hội gối đầu bên bình yên lâu dài. Yeah yeah yeah. Hay quá, một sự gặp gỡ rất là thú vị nha. Thôi bây giờ mình giới thiệu tên tuổi đi. Em xin tự giới thiệu, em là tên là Văn Đại. Năm nay 28 tuổi, hiện đang làm công việc nhân viên kinh doanh ngoại hối ạ. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè Đại? Ưu điểm của em thì nhanh nhẹn và nhạy bén. Tại vì ra bươn trải nhiều rồi nên là muốn làm một cái gì đó thì mình chỉ cần nhìn qua thì mình nói chung là mình tiếp thu sẽ nhanh hơn. Còn khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì em đôi khi hơi bị nóng tính. Ví dụ như mà khi có cãi lộn với đối phương, nhưng mà không phải bạn nữ nha. Có nghĩa là tranh chấp một cái vấn đề gì đó thì mà nhà vô quýnh ta luôn. Không đâu. Mình có thể không kiềm chế được cảm xúc lúc đó. Thì lúc đó không kiềm chế nhào vô quýnh tao luôn chứ làm gì. Có thể là mình gay gắt hoặc nói lớn nhưng mà không phải là quýnh lộn. Cãi lộn luôn hả? Đúng rồi. Ồ, cái này cũng hơi căng rồi nha. Cọc tính chút xíu quá nha. Dạ. Rồi, nhà gái. Ưu điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là mạnh mẽ. Em nấu ăn ngon. Em độc lập tài chính. Anh cũng nấu ăn ngon nữa. Bên kia nấu cũng ngon lắm. Rồi còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là cũng nóng tính giống bên kia không? Không, em không nóng tính. Em buồn thì em đi nhậu, mà vui thì em cũng nhậu. Cái gì? Mà bình thường mà không có chuyện gì làm á thì em cũng nhậu. Dạ không, bình thường không chuyện gì làm ở nhà ngủ thôi chứ nhậu làm gì. Mệt. Sao Đại nghe gái mà thích nhậu, vui nhậu, buồn nhậu sao Đại? À tại vì bạn đó đúng gu của em. Trời ơi. Bạn đó bạn thích nhậu tại vì khi mà hai người nhậu với nhau thì sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn. Em cũng nhậu luôn hả? Đúng rồi. Đâu nhậu vô rồi xỉn quá rồi, chia sẻ được gì đâu trời. Không, tại vì khi mà ví dụ như mà hai người mà quan tâm đến nhau thì bình thường thì khi mà nhậu với nhau thì mình sẽ chia sẻ, có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. Trời đất ơi, hai đứa đúng là thiệt. Đứa nào thích nhậu hơn đúng gu rồi, hai này về chắc xỉn suốt luôn á. Dạ. Nhưng mà đấy là tật xấu thôi. Thì em cũng nói là em tự nhận em là một người luôn sống tử tế và có một trái tim lương thiện. Còn tất cả còn lại xấu hết trơn. Nhưng mà nhậu nhiều quá không tốt sức khỏe thôi. Bạn Đại, đường tình trường của bạn thế nào? Em thì tình trường thì đã từng có 2 mối tình rồi. Một mối tình là lúc đó là thời sinh viên năm 2. Mối tình thứ hai thì
cách đây khoảng 2 năm là cũng kéo dài được 2 năm á. Quen 2 năm lý do sao chia tay? Tại vì bạn đó bạn về nước của bạn rồi xong rồi dịch không có quay lại đây được nên bạn là... đó người nước ngoài hả? Dạ bạn đó người Hàn Quốc. Ừ. Bạn về bạn ở luôn, không có liên lạc luôn. À vẫn có nói chuyện nhưng mà mình không thể yêu xa và bạn không quay lại Việt Nam nữa thì mình không thể nào tiếp tục nữa. Dạ. Lâu lâu vẫn có nhắn tin hỏi thăm nói chuyện giống như người bạn. Coi như là bao nhiêu chuyện cũ là chúng ta xếp lại được rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ là muốn bắt đầu một cái mối quan hệ đúng không? Đúng rồi chị. Ừ vậy thì bây giờ hãy nghe cái tình trường của bạn nữ bên đây đi đã. Tình trường của mình như thế nào em? Em chỉ nhớ đúng mối tình gần nhất thôi. Tại vì 2017 em bị tai nạn giao thông. Em bị mất trí nhớ. Em bị tai nạn từ năm 2017. Dạ. Là kể từ đó là em không nhớ những cái gì mà trước 2017. Không. Cái trí nhớ của em nó mập mờ. Em bị mất trí nhớ hoàn toàn 2 tuần đầu trong cái lúc mà em nằm viện ở 115. Sau đó 2 tháng thì em mất trí nhớ tạm thời cái, nhưng mà trí nhớ bây giờ em vẫn mập mờ lắm. Em chỉ nhớ đúng cái người gần đây nhất, chia tay cách đây 3 năm. Rồi cái cuộc tình đó như thế nào mà em chia tay? Một cuộc tình vừa qua kèm theo lời hứa phôi pha. Cái chuyện tụi em chia tay á, nó lãng nhất là chị. Tụi em cãi nhau cái chuyện nhỏ xíu xíu à. Cái sau đó thì em mới, cái bực cuối cùng em mới bảo là em kể ra hết, em nói ra hết tất cả những gì mà trong một năm mấy qua em nhịn người ta đó. Em cố gắng để mà vun đắp cả hai á. Xong cái qua ngày hôm sau người ta bảo là người ta không ăn được đồ ăn ở Việt Nam nữa. Khí hậu Việt Nam nóng quá. Bạn mất người nước ngoài hả? Dạ, người Đài Loan làm việc tại Cần Thơ. Ờ. Sau đó thì em nghe cái lý do là em hỏi là câu cuối muốn nói cái gì thôi. Đừng có lý do. Em không thích lý do. Thì bạn bảo là congratulations. Thì em không hiểu luôn. Các bạn mới kêu là break up. Thì em ok. Vậy là chia tay á chị. Trời đất ơi. Nhanh gọn lẹ vậy dạ, hả? Dạ đúng rồi. Chia tay tới giờ 3 năm luôn. Nói chung là thôi. Ta về ta tắm ao ta đi đúng hai bạn rồi. Ơi. Rồi bây giờ nhà gái cho tôi biết tiêu chí để tìm người yêu lý tưởng như thế nào. Em không cần một người hoàn hảo. Bởi vì em chỉ cần một người yêu thật tâm yêu em. Thì người đó sẽ làm những điều hoàn hảo dành cho em. Hay. Một câu nói rất hay. Em có phải là người hoàn hảo hay là người thật tâm? Em chưa hoàn hảo. Nhưng mà em thì là một người là theo người khác nhận định giống như là bạn bè hoặc đồng nghiệp, họ nhận xét em là một người thật tâm. Bây giờ bạn trai tiêu chí chọn bạn gái của bạn trai là như thế nào? Em thì cũng giống như bạn nữ, không có hình mẫu gì hết. Nhưng tại vì mình thực sự tới với nhau thì quen nhau thì quan trọng là có vì nhau để mà làm cho hai người hợp nhau hay không thôi. Còn nếu như mà tính cách mà hiện đại có xíu gì một đôi gì đó truyền thống thì càng tốt. Thật ra thì tôi thấy bạn nữ là hơi cá tính đó nha. Cho nên là... Thì đúng rồi, tại vì nếu như mà kiểu như có nét hiện đại đi ra ngoài, có thể đi chơi, có thể biết nhậu như thế thì cũng tốt. Mình qua mình chào hỏi nhau cái. Hello. Thôi đứng lên cho bà coi tướng cái đi đại. Hơi ốm. Ờ, tướng này thấy giống tướng người mẫu à. Ốm ốm, giọng giọng cao, mặc quần ống côn rồi, rất là sai. Thật ra thì về ngoại hình là thấy cũng được rồi. Rồi rồi mà khỏe à. Đó. Đó, cho nên là bây giờ ví dụ như mà em, cái người bạn gái của em mà hơi cá tính. Tại vì chị nhận xét là chị thấy bạn này là hơi cá tính đó. Có cái gì là nói thẳng liền tại chỗ và không cần lý do, chỉ cần kết quả thôi. Thì nhắm chịu được không? Em thích kiểu cá tính như vậy. Em thích kiểu cá tính như vậy. Hiền quá thì trong cuộc sống nó sẽ quá ảm đạm. Mà mới thấy sao? Nhà trai ổn không? Tôi thấy là nhà trai này là ok nè, ổn nè. Nên, cái gì vậy? À, cái này là bún chả Hà Nội. Bún chả, chút đem tặng. Mới nhà. Order hả? Không, cái này là em làm. Em làm. Dạ đúng rồi, tại vì ngày lúc trước thì em có kinh doanh một quán ăn hương vị của Hà Nội. Nhưng mà không thành công. Thì bây giờ vẫn có quán đó nhưng mà mở nhỏ lại kiểu như bán kiểu gia đình thôi. Thì vậy khoe với gái cho biết. Đâu đi đây để tôi thử coi. Đem qua bển thử trước đi rồi gặp nhà trai sao. Ủa? Đem qua bển cho nhà gái thử đi. Tôi giới thiệu trước. Trời ơi tài lẻ là nấu ăn rồi này kia. Đó, ăn thử bún chả Hà Nội đi. Nấu y như miền Nam luôn. Mình phải thử trước để coi mình kiểm định cái thức ăn này coi nên là nó có hợp miệng kiểm hay không đi. Chào nhà gái. Thử đi, nhà trai tôi nấu đó. Cái này anh nấu hồi nào á? Nấu từ lúc 11 giờ. Quá đáng. Mới nấu đây đúng không?
Mới nấu. Tại vì cái món này thực ra thì phải ăn nóng và có nước chấm đi kèm thì mới ngon, nhưng mà thử tại miếng vì... thịt coi miếng miếng chả đó nêm nếm nó đậm đà hay không. Nêm nếm nó đậm đà hay không. Thịt có dai không? Thịt heo nái mà nó nấu mềm vậy đó. Làm đổ hầm 3 ngày. Em thấy thử, thử đủ rồi ạ. Hả? Ngon rồi. Trời, còn nhiều món nữa mà nó chưa mua đó. Ủa sao gà nhà mà không bên vậy? Chưa nấu, nó lộn. Dạ. Yên tâm, món này ngon ha. Thôi, vậy là chứng minh được là nhà trai tuy không hát hay nhưng mà nấu ngon. Dạ. Bây giờ là thêm một thử thách nữa là bạn nói bạn làm là bạn phải nói rõ bạn mua nguyên liệu như thế nào. Okay. Trong đây nó gồm những nguyên liệu gì rồi bạn làm như thế nào mới kiểm chứng được là chính xác là bạn làm. Ok ok ok. Nói đi. Thịt ba rọi. Ừ, ba rọi. À, hành tím. Ừ. Tỏi. Hành hành tím bầm, ừ. Tỏi bầm. Ừ. Bột ngọt. À, đường. Rồi nước mắm. Xong rồi mình sẽ xay xay ra. Xay hết. Đúng rồi, trộn đều à, lại. Trộn lên, xay đều lại, hết. Lại. Xong rồi mình sẽ nắm tròn như vậy mà mình nướng, nhưng mà nướng bằng than củi. Ừ, đúng rồi. Nhưng bằng than củi mới thơm. Đúng rồi, than củi nó có mùi khói khói, nó khét khét, nó thơm. Được chưa? Chưa. Được hả? Tại vì mới đầu tiên á, cái này em thấy đâu phải là thịt ba rọi đâu. Theo em nghĩ thì là thịt gì? Thịt nạc dăm. Không biết nữa, tại vì anh mua thịt ba rọi mà. Vậy là cái bà bán thịt, bà bán thịt lộn. Bà bán lộn. Tại vì á, thịt này là mình mua của mối rồi. Ừ. Hàng ngày họ sẽ giao cho mình. Thì hàng ngày họ sẽ xay sẵn cho mình và họ mang đến hôm cho mình. Hôm nay thôi. Bà lỡ giao thịt dăm rồi, không sao. Thôi lỡ rồi bỏ qua đi. Bỏ qua đi ha, khó quá. Thầy gái khó quá. Người ta cá tính mà. Người ta cái gì là phải ra cái đó. Được rồi. Nói chung nay tôi thấy nhà gái có cá tính ha. Xinh dễ thương. Cứ nói cái gì là hát cái đó thôi, vậy là vui rồi đó. Mày mốt vậy gây lộn nhau là hát nha. Rồi mỗi lần gây lộn là hát. Gây lộn là hát. Còn bên kia hả, mỗi lần gây lộn rồi đi ra cái bắt chảo lên xào 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 rồi nghỉ gây. Vậy cho nó khỏe nha. Thôi được, tôi chịu nhà gái nha. Nha, xinh, nhà gái xinh lắm. Bây giờ mình gặp người thân chút đi rồi cho hai bạn gặp mặt nào. Nhà gái đi với ai? Dạ em ở Sài Gòn có một mình thôi. Mấy năm nay lập nghiệp một mình và chỉ có một mình ở đây thôi ạ. Tôi thấy thương không? Đúng ra là em phải hát bài Một Mình của nhạc sĩ Thanh Tùng. Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên. Em thấy sai sai rồi á. Em đi mưa một mình. Nhớ gì thì thầm ngoài hiên. Đêm nay tôi vẫn một mình nhớ ai. Đêm nay tôi lại một mình. Đó, nó vô liền chủ đề liền không? Okay. Hay quá, chú Linh hay quá. Rồi, hôm nay mình đi với ai? À, dạ em cũng đi một mình. Do nhớ. Thôi, không có thời gian cho đôi trẻ. Trời ơi. Thôi được rồi, hôm nay hai bạn một mình hết. Để tôi lo, được chưa? Thôi, mở rào. Nào, đây là không gian của các bạn. Các bạn có thể thoải mái nói chuyện với nhau, cảm nhận về nhau. Chào em. Vô. Cho em hỏi là anh có thích biển không? Tại vì em cũng giống như biển vậy đó. Ý là em nói là mình lòng mình rất rộng giống như biển hay là nét đẹp dạ giống không, như là em mặn. Em mặn. Thì hai bạn có chuẩn bị quà dành tặng cho nhau không? À em chỉ chuẩn bị đồ ăn thôi. Em có. Rồi, em cảm ơn em. À, nhưng mà cái này có ý nghĩa gì không? Hai tay anh ôm sương rồng rất lâu. Dạ không, cái này thật sự không phải như cái lời bài hát. À. Em tặng anh, nếu mà em tặng anh một cái cây hoa thì nó sẽ héo tàn trong 50 ngày. Còn em tặng cây sương rồng này thì nó sống hoài luôn á. Giống như tình cảm của em sẽ sống hoài nếu mà anh còn giữ nó, còn không em lấy lại. À. Lần đầu tiên gần 30 năm chúng ta mới gặp nhau thì chúng ta cho nhau cảm xúc như thế nào đó, hãy nói lên đi. Tại vì em cũng vào Sài Gòn đây kiểu như lập nghiệp một mình thì anh nghĩ là em cũng trải qua kiểu như cũng bươn chải cũng nhiều rồi. Nếu như mà em không ngại một người con trai mà cũng giống như em đang lập nghiệp thôi, chưa
gọi là chưa có gì gọi là có trong tay hết. Thì anh hứa là sẽ cùng em đi ở chặng đường cuối và sẽ làm cho em hạnh phúc giống như bao nhiêu người con gái khác. Cái gì mà hứa đi chặng đường cuối rồi chặng đường đầu, chặng đường giữa, ai đi? Em đang suy nghĩ luôn á. Nhưng mà hứa là sẽ làm cho em hạnh phúc như bao người con gái khác là hai người bạn gái cũ anh hả? No. Có nghĩa là ở trong cuộc sống này thì bao nhiêu bạn, bao nhiêu người con gái cũng hưởng được giống như hạnh phúc mà. Những người khác thì cũng có hạnh phúc, thì mình cũng làm sao, nếu như mình hợp thì mình cũng hạnh phúc thôi, chứ không phải là như hai người cũ. Tại vì bây giờ những người cũ ở đó là quá khứ rồi, làm sao mình có thể nói chuyện quá khứ được. Việc quá khứ của anh gần nhất á là tại vì dịch nên người ta về bên đó không yêu tiếp được. Nhưng mà lỡ gì mà hết dịch thì người ta lại quay lại đây rồi làm sao? Lúc đó thì em phải làm thế nào? Tại vì kiểu như mình xác định lúc đó thì bây giờ thì ví dụ như mình lớn rồi, mình phải cần có kiểu như là mình suy nghĩ tới tương lai. Bây giờ ví dụ như bạn có quay lại thì mình cũng đâu có còn tình cảm, mà huống chi bạn cũng có người mới rồi thì mình làm sao mà có thể quay lại được. Và cái chuyện tình cảm mà đã gọi là mấy năm rồi mà không dành cho nhau nữa thì làm sao mà còn ấn tượng với nhau hay là còn tình cảm với nhau. Mới nó còn hình trong còn hình trong điện thoại. Lấy ra coi liền. Lấy ra coi liền đi anh. Lấy ra coi liền. Còn cái này có. Lấy ra coi liền. Lấy ra coi liền. Còn để hình trong điện thoại không? Hồi nãy nói với tôi á là hả, tính nó xóa nhòa hết rồi. Trong đầu là trống rỗng rồi nên mới đi lên đây. Không có hình. Tại vì khi mà em hình đại diện đó. Không có hình. Không, hình đại diện là bầu trời xanh ngắt. Không có hình một bạn nữ nào luôn chứ không phải là coi. Rồi thôi được rồi, coi tới đó được rồi, coi nữa tôi nhiều cái không không chỉ phải coi mấy cái mà năm 2 năm trước chứ. No, không có hình. Em tin anh. Em tin anh. Rồi, bây giờ mình nói quan điểm với hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Nếu như mà kết hôn thì em thích sống chung hay là thích ở riêng? Sống đâu cũng được hết anh. Sống chung thì mình phải cố gắng rất nhiều để hòa hợp cả ba. Còn sống riêng thì hòa hợp có một. Đương nhiên là thích sống riêng rồi. Nhưng mà nếu mà ba mẹ muốn sống chung thì mình vẫn sống chung được. Nghĩa là cái muốn sống riêng nhiều hơn sống chung đúng không? Dạ đúng rồi. Thế đó nói rõ quan điểm của mình như đó. Thế bây giờ thì em sẽ bước tới nắm tay bạn gái, rồi mình nói những cái cảm nhận nãy giờ mình cuộc nói chuyện và mình cảm nhận gì về cái người đối diện như thế nào. Đó, nào giao lưu cảm xúc chút xíu. Có gì đâu. Nào. Thì nếu như được em có thể cho nhau cơ hội để mình có thể tìm hiểu tiếp. Còn cái chuyện mà ví dụ như tính đến hôn nhân thì lúc đó mình còn phải xem vào hai bên như thế nào, còn phải tìm hiểu như thế nào nữa. Sau cái chương trình này mình cho nhau cơ hội rồi thì đương nhiên là mình sẽ còn gặp nhau nhiều. Ví dụ như là đi xem phim, đi ăn hoặc là đi nhậu hoặc là đi đâu đó thì nó chưa biết. Chị đi xem phim, đi ăn thôi nha, hoặc đi cà phê thôi nha. Rồi, chào mừng. Cái khúc đi đâu đó em chóng mặt thôi, em sợ. The Great Wave Toshiba. Bây giờ các bạn để tay vào nút bấm và kiểm tra lại con tim của mình. Phải thật sự nghiêm túc với nó. Bởi vì trên hai chiếc ghế của các bạn ngồi đó, biết bao nhiêu người đã kết hôn, đã yêu. Hãy thật sự bấm bằng cả trái tim của mình. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 hết thời gian. Nào, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau thật chặt nào. Từ nay về sau anh sẽ nắm tay em. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn giới thiệu về nhau, nói lớn lên cho bên kia nghe luôn nha. Em tên là Lê Hữu Đạt. Năm nay em 26 tuổi, hiện đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ Tiền Giang. Em đến từ Tiền
Em tính từ Cái Bè, Tiền Giang và hiện em đang công tác, em là kỹ thuật viên về nấm. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào em chơi, chào tất cả các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Lê Thị Vân An, em 26 tuổi, em là nhân viên nhà nước, công tác tại khu quản lý giao thông đô thị số 3 thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng 26 luôn, đồng chất đồng màu luôn. Nhưng mà người ở thành phố, người ở Tiền Giang nha. Gần xịt có gì đâu. Dạ, quê em ở Bến Tre. Ủa vậy hả? Đi ngang ạ. À, vậy là cùng đường về rồi. Rồi. Em đã trải qua mấy mối tình rồi An? Dạ, em trải qua hai mối tình. Mà hai mối tình của em nó giống như có quy luật vậy đó anh. Cứ 2 năm rưỡi là chia tay thôi. Mà lý do tại sao mình lại chia tay? Mối tình thứ nhất thì anh đó anh hơi lăng nhăng. Anh nhắn tin cho em rồi nhắn tin cho cái người sau á. Thì vô tình là hai đứa em phát hiện được rồi. Hai đứa gặp nhau, thương lượng. Hai đứa là hai đứa con gái à hả? Dạ. Anh nói là nhà hai đứa hẹn ảnh ra ngồi, hỏi ảnh chọn ai. Vậy mới cao cờ chứ. Anh trốn luôn, anh đâu chịu gặp đâu. Trốn luôn hả? Rồi mối thứ hai sao em? Mối thứ hai thì trong lúc thất tình, cô đơn. Cái đi làm thì hai người gặp nhau, cái tâm sự. Tâm sự với cái yêu nhau luôn. Nhưng mà sao 2 năm rưỡi thì sao chia tay luôn? Anh này thì ảnh nặng gánh gia đình, rồi lo cho mẹ, lo cho em, rồi lơ là với chuyện tình yêu quá. Nên là em lại quyết định ra đi. Thôi bây giờ nghe tới tình sử anh bên kia coi. Em với bạn cũng đồng cảm. Hả? Em cũng có hai mối tình và cũng tự tự với tình của bạn. Trời đất ơi. Coi chừng bên kia nha. Thôi thôi bình tĩnh. Nãy giờ nghe giọng có thấy quen gì không? Con có quen không nha? Dạ không quen rồi. Nó mở màn lên nó trời ơi, thì ra là em. Thì ra là anh. Mối tình cuối cùng cách đây cũng một năm. Mối tình đầu của em thì cũng quen nhau 2 năm rưỡi. Rồi, sao chia tay? Bạn kia nhỏ hơn em tuổi. Khi mà ra trường thì em ra trường trước, em đi làm trước. Rồi cái môi trường thay đổi thì bạn kia cũng có qua lại với một anh khác. Rồi tới em phát hiện cũng tương tự như bạn đó vậy đó. Trời ơi, người mối tình thứ hai đang thất tình vậy đó. Cái cũng gặp một cô gái cũng đang thất tình. Rồi sao giống dữ vậy trời. Hai người quen biết nhau trên mạng rồi qua lại. Rồi cũng quen nhau được đâu khoảng 8 tháng rồi chia tay luôn. Ờ bây giờ cặp này nếu mà được là mình phải cưới nhau sớm sớm nha. Cưới đừng có để cái mất 2 năm rưỡi nó nguy hiểm lắm à. Nó có huông à. Bạn gái có ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho bạn trai bên đây nghe coi. Em có khuyết điểm là hơi bị lạnh lùng, khó gần. Ưu điểm thì chắc là hòa đồng với người thân thôi. Chọc mọi người vui vẻ này nọ. Mà chỉ thân thôi, còn người lạ còn là người lạ lạnh lùng là... tuyệt đối không tiếp xúc. Bạn trai thì sao, mình có ưu khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là em hòa đồng, em dễ tiếp chuyện lắm, em biết nấu ăn. Còn tật xấu của em thì em hay nóng tính. Em hiền khô nóng tính gì? Dạ tại hiền hiền như thế chứ lâu lâu ghiềm ghiềm cũng bộc phát à. Em thì cái gì cũng biết sơ sơ, có cái ưu đồ là không biết à. Ví dụ bữa nay lên đây mặc đồ lên đây là ai ủi? Có chứ, mấy chị trong biên tập viên ủi. Gì anh ủi cho em sáng cho ai ủi? Trời đất ơi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Mẫu người đàn ông của gia đình. Cái đó anh làm được em ơi. Nhưng mà anh phải tập ủi đồ nha. Sao vậy? Ủi cho em chứ. Đừng có em không biết ủi đồ luôn nha. Không, em ủi được, cái gì em cũng biết làm, nhưng mà em làm cũng giỏi rồi. Bạn trai thì biết nhậu nhưng mà đừng có mê nhậu. Thích con gái nhưng mà đừng có mê gái. Chơi với bạn cũng đừng có mê bạn luôn. Ta thích ta mê rồi sao? Cái đẹp thì ai cũng thích nhưng mà đừng có chạy theo luôn rồi bỏ những cái hiện tại á. Kiểu đuổi mồi bắt bóng á. À em thích bạn trai cười đẹp, răng cười trắng đẹp. Cười đẹp, răng trắng. Coi ở bển cười ra coi răng đen thôi xuống luôn đi. Này không hút thuốc nữa nha. Em thì bị dướng với thuốc mà không hút thuốc được. Rồi tốt. Chiều cao cân nặng gì không? Cân nặng khoảng 1m65 trở lên là được. Dư xăng. Rồi vậy bên đó có tiêu chuẩn gì? Em là cần người phụ nữ cá tính, phải có ý kiến riêng. Tại vì nhiều lúc trong cuộc sống thì vợ chồng thường có trao đổi ý kiến, mà hỏi vợ thì vợ nó thôi sao cũng được, không thích vậy. Tôi gặp người đó mà cũng chết luôn. Nếu vợ có chính kiến nhưng mà vợ nói ý kiến ra có nghe hay không hay là nếu mà đúng thì nghe, mình phải có suy nghĩ, mình chọn lọc để chứ. Nói chung là tôn trọng ý kiến của vợ. Đúng là rồi. Được. Rồi vậy thôi ha, vậy là qua coi nha. Dạ. Thích vậy thôi. Chào chị. Rồi bên đây em cao mét mấy? Em có 1m6 mấy à. Mấy sao nhìn thấy cao vậy? Nó chơi chị với em 83. Trời ơi. Ông này cũng vậy. Đứng lên coi. Được không chị? Rồi được, cao. Giống như cao giống như cây tre miễu vậy. Năm vuông. Được. Đợt này mà nếu được thì bao lâu tiến tới hôn nhân được? Phải có tìm hiểu khoảng 1 năm đến 1.5 năm có thể kết hôn được. Đúng rồi. Chứ đừng 2 năm rưỡi nha. Dạ đúng rồi. Em nói nghe 2 năm rưỡi cũng sợ. Mà giờ trước khi đi ở nhà ba mẹ có dặn dò gì không? Có dặn. Nói dặn sao? Là khi nào mà dụ được á thì đem về cho ba mẹ coi. Dụ ba mẹ nào mà dặn dụ dụ cho ông thêm vô á. Để em tự nguyện anh ơi, đừng có dụ dỗ. Bây giờ sống là lập nghiệp ở đâu?
Dạ. Bây giờ lấy vợ lập nghiệp ở đâu? Mỹ Tho. Rồi có xin việc gì ở Mỹ Tho cho cổ làm được không? Dạ được. Sao mạnh miệng vậy, em suy nghĩ gì trơn vậy? Muốn về Mỹ Tho lập nghiệp thì em vẫn tìm được. Chắc chắn quá ha. Nghe rõ rồi hả em ha? Em không thích điều gì ở người bạn gái. Em không thích là người con gái lừa dối chứ không. Không giữ lời hứa. Đến qua anh hỏi cô có lừa dối coi. Không, bên đây người ta cũng bị lừa dối mà. Chào em. Nếu mà anh ấy chịu thì khoảng bao lâu em có thể chấp nhận để anh ấy bước đến? Với em là yêu là cưới thôi anh. Wow, yêu là cưới. Hay đấy. Em có phải là mẫu người phụ nữ thích lãng mạn hay là không thích lãng mạn? Em thích lãng mạn nhưng mà nó nằm trong một cái khuôn khổ nào đó thôi. Đừng có cái kiểu như là tạo mưa hay là nửa khuya mang quà tới là được rồi. Thưa người ta buồn ngủ cũng chết luôn, mang quà chi đúng không? Đúng rồi, cùng nhau đi biển lắm, mặt trời mọc này. Ví dụ vậy. À, cô không thức khuya mà cô chịu dậy sớm. Được. Vừa vừa thôi anh, đừng có quá là được. Đừng có quá là được. Đó, nãy giờ em nghe cô nói rồi đó. Bây giờ mình hỏi thăm người thân trước, hôm nay em có đi với ai không nè? Dạ, em đi với chị gái. Em chào chị Cát Tường, chào mọi người. Chào Đạt. Chị không biết là chị nên chúc mừng em hay là chia buồn với em. Để em nói là em cần một người bạn có chính kiến. Dạ, em của chị là nó cãi tới luôn á. Rồi, chắc buồn quá. Nên là em thấy em nóng tính á. Dạ. Em chị thì nó bướng với nó lì lắm. Em nóng tính quá em không kiềm chế được. Không có, em cỡ một cái rồi em suy nghĩ chị. Nếu mà mình sai thì mình cục đuôi, mình xin lỗi. Còn nếu mà mình đúng thì mình nói cho người ta hiểu mình. Cái nghe em nói vậy chị cũng yên tâm. Dạ. Có kiềm chế. Được rồi, Đạt đi với ai đã? Dạ em có đi với anh em và chị đồng nghiệp với em. Dạ xin chào anh Quyền Linh nè chị. Dạ chào bạn. Theo nhận xét của em thì em thấy bạn An cũng tương đối phù hợp với Đạt. Đạt thì nói chung là hiền và cái tính của Đạt thì cũng rất là thẳng thắn. Thì để có phần còn lại thì để cho Đạt tự tìm hiểu. Chị nghĩ bạn này sẽ rất là hợp với Đạt. Mà bạn này thì cá tính sống có lẽ là sẽ nội tâm. Nhìn rất là dịu dàng đầm thắm. Chị nghĩ là sẽ là mẫu người vợ lý tưởng. Chị hy vọng là em sẽ về đội của Đạt. Rồi cảm ơn chị. Ý kiến của người thân là thấy ủng hộ không rồi đó. Giờ ăn thua là hai người nữa thôi nha. Dạ. Kéo màn. Rồi kéo màn lên. Có 2 phút để trò chuyện với nhau. Quà mới tặng em. Thế anh sao? Anh hiền. Để em đưa kiến cho anh. Hả? Em bị cận em không thấy được. Được không? Nhìn kỹ nha. Mặt đen cho nên thấy răng cũng trắng. Dạ, có răng khểnh nữa chị. Không mà em ở Bến Tre mà vậy em ở em? À em có một bài thơ. Em sẽ đọc một bài thơ để tặng anh ha. Sáng nay tung tăng em ra đầu ngõ, bắt xe đến với bạn muốn hẹn hò. Vì tuổi em nay đã không còn nhỏ, đến gặp anh mơ một hạnh phúc to. Chị Tường anh Linh như một chuyến đò, chở những hoài bão của riêng đôi ta. Nếu mai sau có về chung một nhà, kỷ niệm này giữ mãi không phôi pha. Em bảy đăng. Trai có hát bài tặng lời em gái đi. Dạ em cũng xin hát tặng bạn nữ một bài. Từng ngày từng giờ dần dần trôi, con tim anh vẫn nhớ mong hoài. Nhưng người làm con tim này mong chờ, chính là em người mong nhớ. Nhớ nụ cười, ánh mắt và đôi môi, giọng nó mát động viên mỗi khi em cười. Được không? Ông hát gì cũng không mở miệng luôn trời. Đạt vừa mới đọc bài gì vậy? Dạ đọc bài gáp anh. Bài gáp. Dạ. Anh có cảm nhận gì về em? Dạ thấy em cũng dễ thương. Em cũng hay giận lắm nhưng mà em giận anh cứ năn nỉ, chứ em giận mà anh im luôn là xong luôn ấy. Anh cũng chịu khó năn nỉ lắm mà em có, mà anh chịu khó năn nỉ em có chịu khó trả lời không? Mà khi mà anh mà năn nỉ em cứ ngồi im thì người ta có... trả lời, người ta giận người ta đâu có trả lời ba bốn tin đầu gì đó, nhưng mà nhắn tới cái tin thứ 10 thế nào cũng trả lời. Hồi đó giờ chị cũng giống với em á, mà chị chờ hoài không có ai trả, nhắn tới thứ 10 hết nha em. Tới 3, 4 thôi là xuống được rồi nghe cưng. Tới thứ 10 là tới 40 tuổi giống chị luôn nha cưng nha. Với khi mà anh giận mà em biết cách nhõng nhẽo với anh á thì cỡ nóng cỡ nào 1000 độ nó cũng còn về có 37 độ. Anh yên tâm, cái đó là bản năng của em rồi. Em có sai anh cũng xin lỗi anh đi. Khi mà em giận á thì anh nên xuất hiện trước mặt em, còn em giận mà anh biến mất luôn á là không, không em càng mất. Giận hơn. Không có biến mất đâu, ví dụ như em giận mà em nhõng nhẽo á là không bao giờ biến mất đâu. Và tự nhiên có người đau sát bên ôm luôn à. Rồi, mỗi người một câu, chúng ta sẽ kết thúc.
Em có thể cho anh một khoảng thời gian để anh chứng minh là những điều anh nói tại đây là sự thật và anh có thể làm cho em được hạnh phúc. Em hy vọng là sau hôm nay thì những điều tốt đẹp hơn sẽ tới với em và anh. Anh em móc méo không? Trời ơi, con móc méo này dễ thương ghê chưa? Dễ thương con móc méo lại cho móc sao? Móc méo sao? Chú dễ thương quá, để nguyên. Hay rồi nha, cái vụ này hay á. Này có hai người làm chứng đó nha. Dạ. Rồi, cảm ơn, hết thời gian rồi. Ta sẽ làm thủ tục thôi. Tôi thấy tình hình nó khả quan lắm rồi. 3 2 1. Hết thời gian. Một câu chuyện tình mà chúng tôi nghĩ rằng một cái kết quá đẹp. Hôn, một nụ hôn đầu tiên để nhớ ngày gặp mặt. Đạt. Không được không em? Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời, mời đi bạn. Dạ, rồi. Rồi, mời bạn gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Tường, em chào anh Linh, chào tất cả khán giả. Em tên là Đinh Thị Lan Anh, năm nay em 27 tuổi. Quê em ở Bến Tre. Hiện tại thì em đang làm giao dịch viên cho công ty dịch vụ viễn thông tại Cần Thơ ạ. Quán Cần Thơ làm việc, bữa nay lên Sài Gòn. Dạ. Em lên hồi nào? Dạ, em lên hồi 4 giờ sáng. 4 giờ sáng. Rồi. Tội nghiệp không? Hy vọng hôm nay em sẽ được đi coi phim với bạn trai bên kia. Em cũng mong những chị Tường nói. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Thanh Nhàn, em năm nay 29 tuổi. Em hiện sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Ủa? Trung hợp, trung hợp. Dạ, không cần lên. Ủa, em lên hồi nào? Dạ, em lên đây lúc 4 giờ sáng chị. Ủa, có chung xe nào đi chung xe không? Em đi xe gì? Dạ, em đi Phương Trang chị. Ủa anh? Dạ, em cũng đi Phương Trang. Hả? Trời ơi, chuyến xe tình duyên. Hay quá. Quý vị thấy không? Đây phải nói là một trong những cái duyên đầu tiên hai bạn làm việc Cần Thơ nhưng hai bạn không gặp nhau. Và với chương trình Bạn Mới Hẹn Hò, hai bạn đi chung một chuyến xe, chung một giờ và chung một Cần Thơ. Bây giờ em gái giới thiệu về mình đi ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em cảm giác là mình biết nghĩ cho người khác, biết đặt mình vào vị trí người khác. Về việc nhà thì em làm cũng tốt và nấu ăn được. Rồi điểm yếu của mình là gì? Em thấy có nhiều bạn nữ nói chuyện nhỏ nhàng, nhẹ nhàng, dịu dàng, từ tốn, thiện mỹ. Em thì không được như vậy. Em nói chuyện nhanh có vẻ như là không được tự tính lắm. Không, chị thấy giọng em rất là hay. Mỗi khi mà em run em nói lại nhanh hơn. Run là nói nhanh hơn. Dạ đúng rồi. Rồi không sao, rất là dễ thương. Mời bạn trai giới thiệu ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, sở trường của em là thể thao môn nào em chơi cũng được á chị. Em thì biết nấu ăn sơ sơ. Chắc luộc trứng với lại là trứng chiên là sở trường của em chị. Khuyết điểm của bạn là gì? Dạ, khuyết điểm em có thể là em hơi nóng tính. Mỗi lần anh nóng tính như vậy thì anh giải quyết như thế nào anh? Ví dụ như hai người quen nhau hoặc là cãi nhau thì anh sẽ có gì đó anh sẽ nói hết. Anh sẽ nói khi nào mà mình hết nóng thì thôi. Trời ơi. Trời ơi. Em nói tới sáng luôn á. Em ơi, em gái tư vấn thử cho em trai coi làm cái nào kìm cái nóng đó. Giống như tư vấn khách hàng vậy đó. Đối với em thì mỗi lần mà mình nóng thì em cũng kìm lại trước. Nếu như mà mình thấy mình đặt vào vị trí người đó mà mình thấy là người ta được quyền nóng như vậy thì thôi, mình thấy là mình bớt được, hồi người ta dịu xuống rồi mình hãy nói chuyện. Được không bạn trai? Cái này anh phải cần em tư vấn nhiều mới được ạ. Dạ. Phải tư vấn thường xuyên. Em ở Cần Thơ ở đâu? Em ở Cần Thơ ở chỗ nào vậy em ạ? Dạ em ở quận Ninh Kiều anh nha. Quận Ninh Kiều, anh quận Bình Thủy em. Dạ. Gần không? Chắc, dạ gần chị, cách nhau khoảng 10 cây. Rồi, tình trường. Tình trường của em ngắn xíu rồi chị. Tại vì em chưa có mối tình chính thức nào hết á. Em 27 hả? Dạ em mà 27. Chưa có mối tình chính thức nào hết hả? Dạ. Bạn trai bên đó là sao? Dạ, em thì trải qua hai mối tình chị. Mối tình thứ nhất thì quen nhau được 4 năm rưỡi. 4 năm rưỡi? Dạ. Sao chia tay? Dạ, tại vì lúc đó bạn gái hiểu lầm em là lăng nhăng gì đó, quen người khác gì đó cho nên có lăng nhăng thiệt không? Dạ không chị, tại lần đó là cũng tình cờ đi chơi chung với nhóm bạn làm chung ty em, rồi chụp hình chung rồi ngồi gần, cái bạn gái hiểu lầm, tại bạn gái ghen á chị. Ngồi gần có làm gì mà bạn nghi? Dạ không, anh chỉ ngồi gần nhau nè, cái em để tay sau lưng. Trời ơi. Cái bạn gái nhìn qua thấy mất cái tay á hả? Dạ, đúng, mất cái tay tưởng đâu em ôm. Trời, mà tự nhiên mắc mới gì ngồi mà cái tay phải để ra sau lưng. Dạ tại đông quá chị phải ngồi chen chen với mới chụp hình hết được. Mấy ông đàn ông rút kinh nghiệm nha, ngồi đâu mà chụp hình phải để hai cái tay lên trời. Còn không ấy, không có cái chỗ để tay thì người ta giơ hai tay lên trời đi, giống như đầu hàng vậy đó. Tự nhiên giơ hai tay sau lưng mất tiêu cái tay, người ta nghi làm chuyện bậy bạ là đúng rồi. Mối tình thứ hai sao?
Dạ, mối tình thứ hai thì cũng quen được gần 2 năm. Ồ, vậy là gần cũng 7 lâu, năm quen sao chia tay? Dạ. Tại cũng do mâu thuẫn nhiều công việc á chị. Có để cái tay không? Dạ không. Ơi, mối tình dài dài không ha? Dạ. Thôi được rồi, bây giờ bạn nữ là chưa có mối tình nào hết nè. Dạ. Thì bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m65 trở lên. Người có dạ, người có da có thịt chút xíu. Có luôn. Có luôn, rồi. Đặc biệt em hay bị đứng hình trước cái nụ cười đẹp quá chị Tần. Ví dụ như ai cười chói sáng thôi em. Em thích nụ cười của anh Kiến Huy với lại anh Nu Quốc Thịnh đó chị. Là chói sáng luôn á hả? Trời, cười cái bị đứng hình luôn. Đứng hình luôn. Bên đây nụ cười kiến vàng lắm á. Cũng được. Rồi có tiêu chuẩn gì nữa không ngoài cái đó ra? Về tính tình thì trưởng thành, đừng có trẻ con quá. Dạ, tôn trọng người lớn và tôn trọng cả gia đình vợ và bên mình luôn. Ừ. Dạ. Cái đó yên tâm, anh làm được. Dạ. Giờ anh ngồi đó cái gì mà anh không làm được. Người bạn gái em tìm là như thế nào nè? Khoảng 1m58 cộng trừ 500 được vậy. Có nụ cười tươi, chứ lại có cái răng sáng chói luôn càng hả? Tốt vậy. Có đồng tiền giống chị Cát Tường thì càng tốt. Em không có đồng tiền rồi. Em có tiền được rồi. Nói năng thì dịu dàng, đừng có nói chuyện nhanh quá. Trời ơi. Sao em nói đúng còn mấy cái khuyết điểm người ta bên đây không vậy? Hả? À, vậy. Tại nhiều khi nói nhanh quá em nghe em tiếp thu không kịp vậy. Có điểm gì em không thích ở người bạn gái? Đừng có chơi bời quá. Trời đất ơi. Nhậu nhẹt. Gái làm gì chơi bời? Không biết chị, gái bây giờ cũng nhiều trường hợp lắm chị. Với lại đừng ăn mặc hở hang quá. Hở hang tí cho nó đẹp chứ. Dạ, chút đỉnh được anh, nhưng mà đừng có mặc kiểu mà thiếu giải anh. Thiếu là cỡ nào? Dạ, ví dụ như cỡ này. Thôi. Rồi bây giờ em ở với quê là em ở chung với ai, ba mẹ hả? Dạ, chung với ba mẹ. Rồi, có làm dâu không? Dạ, chắc có chị, tại gia đình em có mình em là con trai. Muốn sinh mấy đứa con? Dạ, mẹ em nói là 4 đứa, nhưng mà em nói vợ không biết nuôi nổi không. Ai đẻ? Vợ đẻ, mẹ đòi tới 4 đứa. Tại mẹ nói cháu đông thì càng tốt, nhưng mà em thấy chắc khoảng 2 đứa là được rồi chị. Rồi, để chị hỏi cái bạn này chịu đẻ 4 đứa không nha. Đẻ mấy đứa em? Em nghĩ là 2 là đủ rồi chị. 2 là dạ, đủ rồi để ha. Mình có đủ cái điều kiện để chăm sóc và nuôi dạy tốt hơn. Dạ. Để anh Hoàng xem coi bạn gái 27 tuổi mà chưa có người yêu. Có lấy cái thước không? Qua đo gì nè. Đo dạ, gì nè. Dạ. Sao trên dưới hở 27 tuổi. Dạ. Mà chưa có người yêu. Dạ. Có nắm tay trai chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Có ai hôn em chưa? Chưa, nắm tay không có là gì. Có nằm mơ bao giờ nằm mơ thấy mình hôn ai chưa? Dạ không, chưa có anh. Không có luôn hả? Dạ. Em coi phim rồi đó, rồi em thấy người ta hôn nhau trong người em cảm thấy sao? Quay đi, quay đi. Thí dụ có người khác em mới quay đi chứ nếu có một mình em à. Tôi cho nhanh. Tôi cho nhanh. Trời kỳ vậy. Trời, dễ thương quá. Hy vọng rằng hoàng tử sẽ đến với em ngày hôm nay. Nụ hôn nó sẽ long trời lỡ đất. Dễ thương. Cô gái đó, dễ thương đó. Làm người ta rung, người ta rung là người ta nói nhanh bây giờ. Rung rồi đó, bắt đầu rung rồi đó. Rồi, hôm nay mình có đi với người thân không? À, dạ, bữa nay em đi với hai chị của em, chị hai, chị Tư và nguyên động của em luôn. Trời ơi, có cả động luôn hả? Dạ. Đó, chị hai đó ha. Em dạ, xin chị chào hai. Anh Huyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả. Chị thấy hai đứa được, chị mong hai đứa cùng nhau tìm hiểu. Dạ, cảm ơn chị. Sao chị để cho em hút nó chưa bao giờ được nắm tay chứ vậy? Nó hồi nhỏ lớn nó đi học, mình nó ra làm, cho nên nó nhút nhát về bên đó dữ lắm anh. 27 tuổi không có nắm tay vậy chứ. Chị Tư thấy sao? Chị Tư có muốn em gái mình lấy chồng không? Dạ muốn ạ. Nói gì chị hai chị Tư đi. Dạ thì nói chung là về chuyện tình cảm á, thì em xác định em quen là em phải chân thành và phải chung thủy, phải biết chăm lo cho bạn gái, phải là chỗ dựa vững chắc cho bạn gái. Xin chị yên tâm ạ. Dạ, chị cảm ơn. Đi với ai? Dạ em đi với mẹ em ạ. Ồ, có mẹ nè, nãy giờ. Chào mẹ cô. Kêu đẻ 4 đứa đó ha. Xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Lâu lắm rồi nhìn trên màn hình nay mới diễn kiến. Chào quý khán giả, thì là bác cũng chào con. Dạ, con chào con. À, hôm nay bác đi đây thì cũng đến đây thì cũng là chắc cái duyên cũng của hai đứa. Những lời con nói ra nãy giờ thì bác nhận xét là đúng như ý tưởng của con mình. Giờ bác nói đi, giờ muốn dâu đẻ mấy đứa nói luôn đi. Hồi xưa á thì cái nguyện vọng của mình thì 4 gái một trai, là nhà một trai, đó là thứ ba. Yeah. Rồi còn bây giờ thì thấy ăn học quá thì đòi hỏi cao quá à. Thôi tùy hai đứa đi. Mình già rồi mình hết cơ kinh tế rồi. Chỉ là ca sức giữ cháu nội thôi. Dạ, yeah. Ồ có, giữ cháu nội giùm phải không? Bây giờ dạ, cảm ơn cô. Kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt.
coi có mình đi chung chuyến xe ngồi kế bên không. Thấy mặt quen quen rồi, sáng lên xe mới 4 giờ sáng chưa thấy rõ. Anh có món quà muốn tặng em. Cho anh hỏi em chút xíu ha. Theo em thì về quan niệm hôn nhân và gia đình á, em suy nghĩ như sao? Em thì em rất coi trọng tình cảm, là em nghiêm túc trong tình cảm lắm. Một khi mà đã xác định mà tiến tới rồi thì em không có mỏng giống như là bắt cá hai ba tay. Hỏi coi bên đó có ghen không? Ghen để cái tay. Em có ghen không em? Em nghĩ chắc là em có ghen đó. Không, nhưng mà ghen mà em ghen ở mức độ nào? Em thì em ghen theo kiểu lý trí. Dạ hả? Dạ. Ví dụ như là mình không có làm ầm ầm, mình phải hỏi riêng để coi cái sự thích đó có hợp lý hay không. Hỏi thí dụ anh để cái tay đó là giống như cái trường hợp anh nói hồi nãy á, rồi nhớ như thế em là em sẽ làm như thế nào? Nếu mà anh giải thích á, nếu mà hợp lý hoặc là một lần thì không sao, còn mà nếu cái trường hợp cứ tá lại mà một cái người đó mà cứ để tay như vậy thì em sẽ nghĩ là sẽ không tin tưởng. Nãy anh nói là chụp hình chung với nhiều bạn thì em có thể hỏi những bạn của anh. À đúng rồi. Dạ. Cười coi. Cười lên, tươi, cười lên, cười lớn lên. Thôi có nắng gì cười không? Sao? Cười cười, cười, cười lên xem. Em chú ý nha. Cười lên nào. Để em đeo kiến vô anh. Thôi. Đeo vô cho nó kỹ. Bởi nụ cười hết sức quan trọng của ấy. Cười, hai, ba. Có nắng gì em? Dạ cũng hơi sáng sáng. Được không, được không? Dạ được. Mà em cũng cảm giác nụ cười bạn gái hay sao? Dạ thấy bạn gái cũng dễ thương. Nụ cười cũng tươi. Rồi, bây giờ bạn trai hãy đứng lên tiến về phía cô gái ấy và hát một bài hát nào đó để chinh phục trái tim cô gái ấy. Đứng kế bên nhìn thẳng vào mắt đối phương. Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh, cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. Hãy cho cơ hội để anh được chăm sóc em, được ôm lấy em từng đêm. Hay quá. Nắm y nguyên, nắm y nguyên. Nắm y nguyên bạn ấy chưa nắm tay ai lần nào cả. Coi chừng cái nắm tay đầu tiên trong cuộc đời đó nha em. Anh đó thì nhìn thẳng vô mắt quá, đừng gì đâu cả. Nói chung cái tính cách của anh á thì cũng giống như món quà anh tặng em, cũng là một cây xương rồng. Tuy bên ngoài thì nó cô càng dễ nhưng nó có một sức sống mạnh liệt. Anh thì không có gì ngoài một bộ vai và một trái tim ấm có thể che chở cho em sau này. Dạ. Rung không? Rung không? Rung hết, mắt rung rồi. Quan trọng là bên đây có rung không nè, nắm tay đừng có buông, sao buông. Nói thiệt là em cũng rất là thích xương rồng. Nắm chặt vô, nắm chặt cái này. Đừng có buông, nắm chặt vô. Em cảm giác rung. Có rung đúng không? Dạ đúng rồi. Thấy nắm tay sao? Dạ tay ấm. Sướng không? Thì có. Có sao? Ừ. Dạ nói chuyện hay giống qua tay em à. Nhưng mà có gì? Dạ có sướng. Thôi được rồi, giờ ngồi đi. Có sướng là được rồi. Bạn gái chưa bao giờ có cái nắm tay và bây giờ đã có rồi. Còn quan trọng nụ hôn có xuất hiện trên sân khấu này không? Một, hai, ba. Hết thời gian. Rất nhanh lẹ. Nào, nắm tay, chặt vào. Bây giờ chúng ta đã đồng ý hẹn hò rồi. Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của cô gái. Xin phép chị, xin phép chị. Không phải xin phép chị cho em hôn em gái. Nói đồng chị hai, chị Tư. Dạ, xin phép chị hai, chị Tư cho em được hôn em gái. Nào, em hôn tay đi. Không được, vậy. Tình yêu người ta chưa hôn lần nào đó bằng tay. Từ từ, bình tĩnh, từ từ, từ. Đừng có vội. Đây, anh nhắc em nha. Dạ. Chưa ai hôn cô ấy lần nào mà cô ấy chưa bao giờ cảm nhận cái nụ hôn đầu tiên. Thành ra nụ hôn này rất quan trọng. Làm sao cho nó đắm. Tùy bạn đấy. Bình tĩnh, từ từ. Để nguyên, để nguyên, đi nguyên. Nửa mạnh vô, sát vô luôn. Hôn vô má, hôn vô má. Hôn vô má đàng hoàng lại. Đừng quá. Nụ hôn quan trọng lắm. Nắm tay lại nào. Hôn lâu ngay má đàng hoàng nha. Hôn sâu đàng hoàng. Bắt đầu. Để im. Được không? Được.